Anh ơi, vào Zalo của em lấy video đăng vào phần công trình thi công nhé. Thì ok, xin chào bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn cách để chúng ta có thể tải được video trên trang Zalo cá nhân của người khác về điện thoại một cách dễ dàng. Đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào tài khoản Zalo cần tải video nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ mở video cần tải lên. Thì mình sẽ mở cái video này. Các bạn lưu ý là phải mở cho video loát chạy được thì sau mới thành công nhé. Đây, hiện tại thì cái video này mình không loát được. Đây nên mình sẽ thử một cái video mới này. Mình sẽ mở cái video này. Đó, nó chạy như thế này là sẽ ok này. Rồi, tiếp theo để lấy video về thì chúng ta sẽ làm tiếp như sau. Với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android nhé, thì các bạn vào quản lý tập tin. Chúng ta sẽ nhấn vào mục các tệp tại chỗ. Đó, sau đó là mở thư mục Android. Rồi mở tiếp thư mục Data. Sau đó thì cuộn xuống dưới cùng này, chúng ta sẽ mở thư mục zing.zalo. Đây thư mục này. Rồi mở tiếp thư mục cách. Mở tiếp thư mục Zalo này. Đó, sau đó tìm đến thư mục video. Rồi chúng ta lại mở thư mục cách lên. Tại đây chúng ta sẽ mở thư mục feed. Đó, trong thư mục này là nơi chứa những cái file mà chúng ta đã mở ở trên ứng dụng Zalo nhé. Thì các bạn nhìn hai cái file ở phía trên chính là hai cái file cách mình vừa load hai cái video vừa nãy. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn giữ vào file để chúng ta đổi tên cho file. Các bạn có thể xóa cái tên cũ này đi hoặc là để nguyên và sau đó là thêm vào phía sau .mp4 rồi nhấn vào OK là được nhé. Rồi mình sẽ đổi tên tiếp cái file thứ hai này là video.mp4. Đó, như vậy là video đã được lưu về máy rồi nhé. Thì với cái video mà nó chưa load thành công thì khi mà chúng ta đổi tên xong thì nó sẽ bị lỗi, không mở được. Đó, do vậy mà các bạn lưu ý là khi mà chúng ta mở load video thì chúng ta phải mở để cho video nó phát, nó chạy được thì chúng ta mới lưu được video về thành công nhé. Rồi ok, thì video này mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.